đi phóng sanh Mỹ Hòa Cam. Anh cứ anh đi phóng sanh. Mẹ à, ở đây. Ở người sao? Người đâu đi theo nhỏ này. Đi đâu? Lương xuống rồi. Đi con. Lương xuống rồi. Lương còn đây nè. Lương thì nó khỏe không sợ. Ta làm xong rồi mình làm. Rồi mình đổ ở đây cho dễ. Nó chạy đâu, nó bơi đâu. Mấy cá trê nó sống mạnh. Cá trê nó sống mạnh hơn mấy cá kia. Cá chép dễ chết. Rồi thì em nào ra. Từng em một. Con nhóc này cho nó dựng tay vô cái con hả? Xa xa kia là cầu Phú Long, con mới Úc. Ấy chưa quay phim chụp hình ha, nhịp ảnh gì kia. Cái nữa.